kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên mạng tần 57.3 và 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này gửi đến quý vị mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ đến 8 giờ. Cũng như chúng tôi có upload chương trình này trên YouTube. Quý vị có thể vào YouTube search VNA TV Điểm báo. Sẽ có rất nhiều chương trình chúng tôi upload lên ở trên cái channel YouTube của mình. Mong rằng quý khán giả sẽ theo dõi cũng như là follow channel YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và người thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh là nhà văn Chu Tất Tiến. Dạ chào chú. Chào Mỹ Linh, xin chào quý vị và trở lại Mỹ Linh. Không biết là mấy hôm nay cái xe của Mỹ Linh xe láng có cái xe màu trắng, không biết có bụi bậm gì không? Xe của chú sao là bụi mù trời hết. Dạ, cái xe láng có của con gái, nó đã thành cái xe muối tiêu rồi. Bụi quá trời quá đất luôn, trời vừa nóng vừa bụi. Dạ, tại vì thời tiết rất là xấu và chúng ta bị cháy rừng á, cho nên là những tàn tro ở bên rất là nhiều. Giống như Mỹ Linh á, đứng ở ngoài cửa đài mới có một chút xíu thôi là áo là lấm tấm bụi tro hết. Cho nên là chúng ta đang ở trong những cái ngày thời tiết rất là khắc nghiệt, nên quý vị đi ra đường nhớ mang mask để mình không có phải hít khỏi cái bụi đó, cũng độc lắm. Và kính thưa quý khán giả, sau đây là phần dự báo thời tiết chi tiết cho ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên cả ba miền Nam Bắc California cũng như Houston, Texas. Chào mừng quý vị đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Chúng ta có một ngày thứ năm tương đối nóng ở cho quận Cam, nhiệt độ lên đến 90 độ cho ban ngày và 66 độ cho ban đêm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày rất là nóng nắng chói chang. Và tiếp đến nữa là vùng San Jose, như quý vị thấy ở đây là 86 độ cho ban ngày và 58 độ cho ban đêm, trời cũng rất là nóng. Và tiếp đến nữa là Houston, Texas 90 độ cho ban ngày và 76 độ cho ban đêm. Quý vị thấy ở đây là sẽ có sấm chớp ở cho vùng Houston, sẽ có những cơn dông bất chợt nổi lên, cho nên là ở vùng Houston thì thời tiết hôm nay không đẹp lắm thưa quý vị. Qua đến ngày thứ sáu thì nhiệt độ vẫn nóng cho quận Cam, 89 độ cho ban ngày và 66 độ cho ban đêm. Và qua đến vùng San Jose là 83 độ cho ban ngày và 58 độ cho ban đêm, có mát mẻ hơn đôi chút cho San Jose. Và tiếp đến nữa là qua vùng Houston là 93 độ cho ban ngày, và Houston thì ngày hôm nay sẽ không có những cơn dông. Và thưa quý khán giả, tiếp đến nữa là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là chiều buồn con nhện giăng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai. Đây là một bài ca dao để nói đến tâm trạng của một người phụ nữ đang ở chờ, giống như là một mối tơ vò để tìm kiếm một cái mối lương duyên cho mình, và đang khắc khoải chờ mong cái mối lương duyên đó mà không biết rằng là số phận của mình sẽ trao gửi đến cho một người đàn ông như thế nào. Cũng giống như những mối tơ nhện cũng rất là rối rắm mà không biết là sẽ đi về đâu và bắt đầu như thế nào. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình an, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và kính thưa quý khán giả, vừa rồi là phần dự báo thời tiết cho ngày hôm nay, và tiếp đến là những con số cập nhật cho coronavirus. Và cả thế giới có 28.013.058 người đã nhiễm bệnh, số người tử vong là 907.256, số người đã khỏe mạnh là 20.085.694. Và tiếp đến nữa là ở nước Mỹ cũng như Ấn Độ, Brazil và nước Nga vẫn là ở bốn nước mà có số người nhiễm bệnh cao nhất. Và ngày hôm nay thì nước Mỹ đã có số người nhiễm mới cao hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta chỉ có 20 mấy người thôi. Hôm nay chúng ta có 34.000. Ngày hôm qua chúng ta có 24.000. Thì hôm nay chúng ta có 34.506 người đã nhiễm bệnh. Cho nên là con số này đã tăng lên cho ngày hôm nay thưa quý vị. Và tại Ấn Độ thì con số tiếp tục tăng. Ấn Độ rất là tồi tệ luôn. Ấn Độ ngày hôm nay hơn 95.000 người đã nhiễm bệnh, và càng lúc thì càng khó khăn hơn. Và tình hình những cái số người nhiễm mới mỗi ngày tiếp tục ổn định cho những nước còn lại, giống như là nước Nga hay là Brazil. Thì ngày hôm nay thì Brazil có tăng đôi chút. Brazil ngày hôm nay có tăng làm tổng cộng là có 34.208 người đã nhiễm bệnh cho ngày hôm nay. Và tiếp đến nữa là cả nước Mỹ chúng ta có 6.548.737, và số người đã khỏe mạnh là 3.845.533, số người đã tử vong là 195.196 người. Kính thưa quý vị,
Và chi tiết hơn, chúng ta thấy California vẫn là tiểu bang mà có số người nhiễm mới nhiều nhất, có số người nhiễm cao nhất trong cả nước, và số người nhiễm ngày hôm nay là 3.096. Và tại Texas là ngày hôm nay có số người bệnh là 5.082. Tại Florida là con số vẫn tiếp tục giảm đều đặn cho Florida, ngày hôm nay là 2.056 người. New York thì ngày hôm qua là hơn 1.000 người, hôm nay xuống còn 629, con số tiếp tục giảm cho ngày hôm nay, kính thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là California có 747.991 người đã nhiễm bệnh, số người tử vong là 13.990, số người đã khỏe mạnh là 363.244. Và đó là Los Angeles ngày hôm nay có 618 người đã nhiễm bệnh, Riverside là 163, Orange County là 194 và San Bernardino là 218. Tất cả những quận hạt mà có số người nhiễm mới cao nhất ở tại tiểu bang California đều đã giảm trong những ngày liên tục. Chúng ta thấy là ít khi nào Los Angeles có số người nhiễm mới mà dưới 1.000 mỗi ngày lắm. Hôm nay là Orange County có 194 người đã nhiễm bệnh, nhưng mà số người tử vong là cao hơn hôm qua. Hôm qua có 1 người, hôm nay là 9 người thưa quý vị. Nhưng mà số người mà ra khỏi phòng ICU lại tiếp tục tăng. Và ngày hôm nay chúng ta có 62 người còn lại ở trong phòng ICU. Và đó là những con số cập nhật cho coronavirus, kính thưa quý khán giả. Dạ thưa chú. Thưa quý vị, cũng xin là tiếp theo lời của Mỹ Linh một chút xíu về vấn đề những con số mà Mỹ Linh báo cáo mỗi ngày hôm nay cũng như là mọi ngày khác á, là con số chính xác. Thưa quý vị, Mỹ Linh cũng đã tiêu tầm những cái nguồn này là cái nguồn rất là đáng tin cậy, cái nguồn này không có dựa vào phe đảng nào hết, thành ra con số này phải nói là con số và chính xác rất là trung thực. Chúng tôi cũng rất là lo lắng là vì có sau khi nói chuyện với một số người Việt Nam ở trong cộng đồng mình á, thì có một số cũng nói là ô cái con số này con số xạo đó, người ta chỉ nổ lên thôi, chứ thực tế là có rất nhiều người chết vì cái bệnh già, chết bệnh khác mà cứ cho hết vào là chết bệnh Covid. Điều đó là, thưa quý vị, đó là một điều rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta mà nghĩ rằng đây con số này là con số mà thổi phồng lên thì nguy hiểm cho chính bản thân chúng ta và cho những người khác. Tại vì chúng ta chỉ cần một người chúng ta mà nhiễm bệnh thì nó lây sang 4-5 người khác, và 4-5 người khác là lây sang 4-5 người khác. Nhưng chúng tôi vừa thưa quý vị ngày hôm qua đó là có một người nhiễm bệnh tôi vào trong một cái đám cưới mà về sau tất cả tổng cộng 146 người tất cả nhiễm bệnh. Thì họ đi đến đâu họ lây bệnh tới đó, thì đó là một điều rất nguy hiểm. Một điều các cụ ngày xưa Việt Nam ra nói là cẩn thận vẫn chắc ăn hơn là, thưa quý vị, cẩn thận vẫn hơn là không cẩn thận, phải không ạ? Thì cho là con số nó không có chính xác như nữa, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn là cái người mà lơ đáng, phải không? Dạ, thà tin rằng có chứ đừng nghĩ rằng không, phải không? Cẩn tắc vô ấy đấy. Cẩn tắc vô ấy đấy. Đúng rồi, cẩn tắc vô ấy. Mình bây giờ mình cứ nói là con số là ấy, rồi mình cứ lơ là đi, mình hội họp cái đó là mình là tự hại mình và hại cộng đồng, thưa quý vị. Bây giờ một cái tin vui cho Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị, một cái tin này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng đã có từ Đại Tây Nha từ năm ngoái, khi Tổng thống Donald Trump nói là thế nào tôi cũng được giải Nobel Hòa Bình. Thì ngày hôm nay đã có một người đề cử Tổng thống Donald Trump và giải Nobel Hòa Bình, đó là một người Norwegian, là thành là nước Na Uy. Ngày thứ tư ông đã đề nghị Tổng thống Donald Trump là cho giải Nobel Hòa Bình bởi vì cái nỗ lực của ông đối với Trung Đông, thưa quý vị. Thì mới đây có cái tin là Trung Đông, Palestine và Do Thái đã sẵn sàng để ký một cái thỏa ước hòa bình vào 15 tháng 9 này, thưa quý vị, tại White House. Và từ đó thì ông Tavis Gret Richardson, Tavis Gret là một người thành viên của cái chính phủ Na Uy, đã đề nghị Tổng thống Donald Trump là người sẽ được nhận giải Nobel Hòa Bình. Chúng ta biết là một người mà nếu mà được đề cử giải Hòa Bình phải là một người trong chính phủ là một, thứ hai phải là giáo sư, tiến sĩ có bằng đại học thì mới có khả năng mà có thể đề cử, chứ không phải là ai cũng đề cử được đâu, thưa quý vị. Ông này là một thành viên của chính phủ, và khi thấy và có hành động của Tổng thống Trump là đã chuẩn bị cho Israel và Do Thái ký một thỏa ước hòa bình 15/9 này, thì ông đã có ý cớ để đề nghị Tổng thống Trump hòa bình, để chúng ta chờ xem kết quả như thế nào. Dạ, và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến quân đội Trung Quốc tấp vào phô trương lực lượng gần Đài Loan và khiến cho các chuyên gia đặt câu hỏi liệu hòn đảo này có thể trở thành một Hồng Kông tiếp theo. Theo Bộ Quốc phòng của Đài Loan thì có một luồng máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã cắt ngang không phận phía Tây Nam của Đài Loan vào sáng ngày thứ Tư, và đây là lần mới nhất ở trong một số các lời đe dọa của Bắc Kinh ở trong tuần này. Và điều này xảy ra khi Đài Loan và Hoa Kỳ bắt đầu dường như xích lại gần nhau hơn, nhất là cuộc gặp gỡ của ông Alex Azar đã đến với lại Đài Loan và làm cho Trung Quốc phản đối rất là dữ dội và còn đe dọa sẽ phạt rất là nhiều người ở trong chính quyền của Hoa Kỳ đang làm việc ở tại Trung Quốc vì vấn đề này. Và
cho đến nay thì người ta thấy sự hiện diện của lực lượng quân đội đã phô trương ở gần đảo Đài Loan và lo sợ rằng có thể Đài Loan sẽ trở thành Hồng Kông thứ hai. Và bà Thái Anh Văn, người đứng đầu của chính quyền của Đài Loan, vẫn đang có giống như thắt chặt những cái mối quan hệ quốc tế, những nước mà vốn ủng hộ cho Đài Loan để mà cố gắng tìm kiếm một cái con đường mới cho Đài Loan chăng. Và cho nên là đến nay thì người ta vẫn đang rất là lo ngại và lo sợ họ Đài Loan sẽ mất đi cái sự tự do của mình về tay của Trung Quốc, thưa quý vị. Thưa quý vị, một cái tin cũng là một cái gọi là break, tax break, tức là một cái tin tạm thời thôi, để giải quyết cho những cái vấn đề mà lo ngại về tài chính cho những người binh sĩ của Hoa Kỳ cũng như là những nhân viên dân sự làm việc chính phủ Hoa Kỳ. Thì mới đây Tổng thống Donald Trump đã ký một cái, không phải là xác lệnh, một cái memorandum, tức là một cái chỉ thị để cho những cái người lính của Hoa Kỳ cũng như nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng đó, thì được tạm thời nghĩa là ngưng lại, không phải bị trừ đi cái số tiền mà đóng cho tiền Social Security là 6.2%. Thì tất cả những người nào mà có cái lương mà nhận về quân đội lương dưới 8.666 đồng 66 xu một tháng thì sẽ được cố hoãn cái vấn đề mà rút cái tiền mà Social này ra, cũng như là những người dân sự thì là người nào mà lãnh dưới 4.000 đồng thì cũng được tạm hoãn, không có lấy cái tiền Social. Có một số người cũng không có thích cái vấn đề này là vì sau đó thì tới năm 2021 là sẽ phải trả lại. Đây là chỉ là vấn đề tạm thời thôi để cho người ta có thể có một cái check lớn trong vài tháng cuối năm này để người ta có thể tiêu xài, nhưng sau đó là phải trả lại. Giờ có vấn đề mà đóng thuế cho cái vấn đề social thì không ai có được miễn trừ, thưa quý vị. Dạ, và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là một bản tin liên quan đến việc là có một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng tại Ukraine, người đã gây xôn xao hồi đầu năm nay khi mà nói rằng coronavirus chính là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với lại hôn nhân đồng tính. Và cho đến nay thì người này đã nhập viện. Người ta hay gọi ông là Thượng Phụ Filares, đã 91 tuổi, là người đứng đầu của giáo hội chính thống giáo của Ukraine tại tòa Thượng Phụ Kiev. Đã nhận được kết quả là positive khi mà kiểm tra định kỳ để kiểm tra sức khỏe và cũng như là test về coronavirus, thì ông đã có kết quả dương tính và bây giờ đã được đưa tới bệnh viện nhưng mà trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang tiếp tục điều trị. Và ông cũng đã gửi lời cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện và cũng như là đã có những cái lời mà chúc mừng, cũng có những cái lời chúc sức khỏe đến cho ông. Và đây là ở lúc mà mọi người phải hướng lời cầu nguyện đến cho cái nhà lãnh đạo là Thượng Phụ Firas này. Ông đã 91 tuổi, đây là một trong những nhà lãnh đạo của giáo phái chính thống giáo lớn nhất của Ukraine. Ông đã nói với đài truyền hình quốc gia Channel 4 vào ngày tháng 3 rằng đợt bùng phát coronavirus là sự trừng phạt của Thượng Đế đối với tội lỗi của con người và tội lỗi của nhân loại. Kính thưa quý vị. Thưa quý vị, mới đây lại ở thành phố Los Angeles là ở Woodland Hill, thưa quý vị, cách đây khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì lại có bữa tiệc ồn ào khoảng hơn 100 người tụ tập là bất chấp cái lệnh ngăn cách xã hội, thưa quý vị. Và lúc 3 giờ sáng thì cảnh sát của Los Angeles đã được gọi đến để giải tán cái đám đông này. Thì trong số những người tham dự này thì đại đa số là thanh niên và những người chúng ta thấy là những người thanh niên này không có đeo mặt nạ, thưa quý vị. Họ không có chịu giãn cách xã hội cũng như là không chịu đeo mặt nạ. Cảnh sát đã tới và giải tán ngay là lập tức, thì một số những người đã phản đối. Một cách dữ dội đó là đây là sự tự do, tôi muốn làm gì thì làm, nhưng mà cũng không thể nào mà cãi được cái lệnh trung ương. Do đó thì số người này đã bị đuổi nhà, không ai bị bắt giữ đâu. Nhưng mà chúng tôi cũng có một cái YouTube mà rất tiếc không có tổ chức ở đây, không có thể nào mà phóng ở đây được. Một người phụ nữ mặc đồ bikini mà không có đeo mặt nạ, và cảnh sát đó là Los Angeles đã giữ lại và yêu cầu bà đeo mặt nạ, thì bà đã đấm đá lung tung và đến khiến năm ông cảnh sát cũng phải té bật ngửa luôn. Bà dữ dội quá, bà đánh đá cảnh sát trong cái clip này rất là ngắn, nhưng mà thấy là cái tinh thần của người Mỹ rất là kỳ dị. Họ có thể là họ dựa vào cái vấn đề tự do, và ở đây ai muốn làm gì làm, muốn sống muốn chết, nhưng mà họ đã gây họa cho lớn cho những cộng đồng ở đây. Dạ, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin của ngày hôm nay.